xin giới thiệu với các bạn, đây là quả mận căn cứ xã Phù Lâm A, đã bán được 40 năm rồi các bạn. Vậy đi, quyết định vậy đi. Sắc rất là nghe nè các bạn này. Đẹp hả? Sắc còn nghe, còn nghe luôn này. Ừ. Mua máy thì dục máy luôn hả? Lạc nào đó lạc đầy luôn. Đúng rồi. Không buồn luôn này. Làm sao lắc vô tay tôi đền ngủ băng keo. Ngợp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
từ bạn lên đây là mình canh cứ xả cô lâm mang nha. Bộ mình ăn bây giờ mình ăn thử có gì ngon không? Giờ là bỏ đã ấp rồi. Bỏ mình quậy vào nhé. Giò to cho bạn các bạn. Giò to cho bạn. Mình cắn cái tay dai. Ngon. Hấp nước quá nha.